một người đàn ông đã dùng dao khống chế, cố ý định đã cướp hiếp một cô gái trong cửa hàng quần áo, vừa bị công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ và khởi tố bị can Phan Văn Cường, sinh năm 1992, về hành vi hiếp dâm. Sự việc xảy ra vào tối ngày 6 tháng 5. Nạn nhân là một người phụ nữ 30 tuổi, là người bán quần áo tại cửa hàng thuộc thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nghi phạm cầm dao đe dọa, cưỡng ép cô gái để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, cô gái đã chộp lấy con dao rồi hô hoán, khiến đối tượng hoảng sợ và bỏ chạy. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó vừa đi uống bia về.